Xin gửi tới toàn thể quý vị, các lãnh đạo, toàn thể quý vị một nhạc phẩm được mang tên, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Khải Tuấn được mang tên Trái Tim Bên Lề. Xin mời quý vị cùng thức lắng nghe. Vâng, trước khi chương trình hát, rất mong những tràng pháo tay của quý vị bên này là không ạ? Và bên này là không ạ? Em chẳng hề biết đâu.
lồng nhật tận tình cảm không ạ? Chúng ta như Tùng Tuấn nói rồi, Tuấn cố gắng lãnh đạo anh em hồi xưa. Những cái gì chúng ta làm chưa tốt, Tùng Tuấn xin hứa rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Và những cái gì lớn tốt, đã và đang làm rất tốt, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Để mong rằng hội búa xưa, Tam Đảo, Tam Dương của Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh và phát triển. Để cùng anh em ta khi mỗi một năm Tết đến xuân về, chúng ta đón với nhau và chúc với nhau một lời chân diệu và những tình cảm để chia của anh em trong hội búa xưa. Không ai nói gì hơn. Là anh em ơi, anh em ơi, ai đứng lên là ai chưa đứng lên là không 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 qua trọng trọng tấn đâu nhá. Không quan trọng của chủ tịch của các vị đâu. Các vị đứng hết lên ạ. Đứng hết lên. Mọi người nghe không ạ? Mọi người đứng hết lên này. Chúng ta dơ chén rượu lên để trao uống. Nào nghe trọng tấn hô này. 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3, vô xưa phát triển. Đúng hết.